Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc AT ODT do dược phẩm An Thiên sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về AT-Olanzapine ODT cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc AT-Olanzapine ODT có thành phần là Olanzapine 10mg, được bào chế dưới dạng viên nén bao phim. Công dụng và chỉ định của AT-Olanzapine ODT, Olanzapine dược chỉ định để điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Olanzapine có hiệu quả trong việc duy trì tình trạng cải thiện lâm sàng khi tiếp tục điều trị ở những bệnh nhân đã có đáp ứng với điều trị lần đầu. Olanzapin được chỉ định để điều trị cơn hưng cảm ở mức độ trung bình đến nặng. Ở bệnh nhân có cơn hưng cảm đã đáp ứng với olanzapin, olanzapin được chỉ định để phòng ngừa tái phát ở bệnh nhân rối loạn lưỡng cực. Thuốc AT Olanzapine ODT được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau. Người lớn, bệnh nhân tâm thần phân liệt, liều khởi đầu olanzapin được khuyến cáo là 10 mg trên ngày. Cơn hứng cảm, liều khởi đầu là 15 mg trên một lần mỗi ngày trong đơn trị liệu hoặc 10 mg mỗi ngày trong liệu pháp phối hợp. Phòng ngừa rối loạn lưỡng cực, liều khởi đầu khuyến cáo là 10 mg trên ngày. Đối với bệnh nhân đã dùng olanzapine để điều trị cơn hưng cảm, nên tiếp tục điều trị dự phòng tái phát ở liều tương tự. Nếu xuất hiện cơn hưng cảm mới, cơn hỗn hợp hoặc cơn trầm cảm, nên tiếp tục điều trị olanzapine với liều tối ưu nếu cần, với liệu pháp bổ sung để điều trị các triệu chứng tâm trạng theo chỉ định lâm sàng. Lưu ý, trong khi điều trị tâm thần phân liệt cơn hưng cảm và phòng ngừa tái phát rối loạn lưỡng cực. Có thể điều chỉnh liều dùng hàng ngày cho như gong ngày tiếp theo dựa theo tình trạng lâm sàng của mỗi bệnh nhân trong giới hạn từ 5 đến 20 mg trên ngày. Việc tăng liều lớn hơn liều khởi đầu được khuyến cáo chỉ nên thực hiện sau khi đánh giá lại lâm sàng thích hợp và thường ở khoảng thời gian không ít hơn 24 giờ. Đối với trẻ em, trẻ em dưới 13 tuổi chưa xác định độ an toàn và hiệu quả. Trẻ em từ 13 đến 17 tuổi khi sử dụng olanzapine cần phải thận trọng và có sự giám sát chặt chẽ của thầy thuốc chuyên khoa. Tâm thần phân liệt, liều khởi đầu 2,5 đến 5 mg trên ngày uống một lần, liều đích 10 mg trên ngày. Bác sĩ có thể cho trẻ điều chỉnh tăng hoặc giảm liều 2,5 mg hoặc 5 mg, liều tối đã 20 mg trên ngày. Bệnh lưỡng cực, liều khởi đầu 2,5 đến 5 mg trên ngày uống một lần, liều đích 10 mg trên ngày. Bác sĩ có thể cho trẻ điều chỉnh tăng hoặc giảm liều 2,5 mg hoặc 5 mg, liều tối đa 20 mg trên ngày. Người già, liều khởi đầu thấp hơn 5 mg trên ngày, không được chỉ định thường quy nhưng nên cân nhắc đối với những bệnh nhân trên 65 tuổi khi các yếu tố lâm sàng cho phép. Suy thận và hoặc suy gan, liều khởi đầu thấp hơn 5 mg trên ngày, nên cân nhắc cho những bệnh nhân này. Trường hợp suy gan mức độ trung bình, sơ gan, chai PuA hoặc B nên khởi đầu với liều 5mg trên ngày và thận trọng khi tăng liều. Các chống chỉ định khi sử dụng olanzapine ODT, mẫn cảm với hoạt chất hoặc bất cứ tá dược nào của thuốc. Bệnh nhân có nguy cơ tăng nhãn áp góc hẹp. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng trong quá trình điều trị thuốc chống loạn thần. Việc cải thiện tình trạng lâm sàng của bệnh nhân có thể mất vài ngày đến vài tuần. Bệnh nhân cần được giám sát chặt chẽ trong thời gian này. Sa sút trí tuệ liên quan đến rối loạn tâm thần và hoặc rối loạn hành vi khuyến cáo không sử dụng olanzapine ở nhóm bệnh nhân này do thuốc có thể làm tăng tỷ lệ tử vong và tăng nguy cơ biến mạch máu não bệnh Parkinson không khuyến cáo sử dụng olanzapine hội chứng an thần kinh ác tính (NMS) khi có dấu hiệu của hội chứng này cần ngưng sử dụng tất cả các thuốc chống loạn thần kể cả olanzapine tăng đường huyết và bệnh đái tháo đường bệnh nhân khi sử dụng thuốc chống chống loạn thần kể cả olanzapine cần được theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng của tăng đường huyết uống nhiều tiểu nhiều ăn nhiều và sụt cân nhiều và những bệnh nhân đái tháo đường hoặc có yếu tố nguy cơ bị đái tháo đường nên được theo dõi việc kiểm soát đường huyết thường xuyên nên theo dõi cân nặng thường xuyên thay đổi lipid cần theo dõi lipid thường xuyên theo hướng dẫn sử dụng thuốc chống loạn thần khi sử dụng bất kỳ thuốc chống loạn thần nào hoạt động kháng trợ lineage thận trọng khi sử dụng olanzapin cho bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến liệt ruột và các tình trạng liên quan chức năng gan thận trọng khi sử dụng olanzapin và theo dõi ở những bệnh nhân bị tăng an và hoặc ast bệnh nhân có dấu hiệu và triệu chứng của suy gan. Bệnh nhân có các tình trạng làm hạn chế chức năng dự trữ gan từ trước và ở những bệnh nhân đang được điều trị với các loại thuốc có khả năng gây độc cho gan. Trong trường hợp viêm gan bao gồm tổn thương tế bào gan, gan ứ mật hoặc hỗn hợp đã được chẩn đoán nên ngưng điều trị với olanzapine. Giảm bạch cầu cần thận trọng ở những bệnh nhân giảm số lượng bạch cầu và hoặc bạch cầu trung tính do bất cứ nguyên nhân nào. Giảm bạch cầu thường được báo cáo khi sử dụng đồng thời olanzapine với valproate. ngưng điều trị khi ngưng đột ngột olanzapin có thể xuất hiện các triệu chứng cấp tính như vã mồ hôi, mất ngủ, run, lo âu, buồn nôn hoặc nôn ói, rất hiếm gặp nhỏ hơn 0,01%. Khoảng QT, thận trọng khi sử dụng olanzapin với các thuốc làm tăng khoảng QTC, đặc biệt là ở người cao tuổi. Bệnh nhân có hội chứng QT kéo dài bẩm sinh, suy tim sung huyết, phì đại tim, hạ kali máu hoặc hạ magi máu. Huyết khối tĩnh mạch, cần xác định tất cả các yếu tố nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch trước khi sử dụng olanzapine và tiến hành các biện pháp phòng ngừa hoạt động trên hệ thần kinh trung ương thận trọng khi sử dụng olanzapine cùng với rượu và các loại thuốc tác động trung ương khác động kinh thận trọng khi sử dụng olanzapine cho bệnh nhân có tiền sử động kinh hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố có thể làm giảm ngưỡng động kinh rối loạn vận động muộn nguy cơ rối loạn vận động muộn tăng lên khi điều trị lâu dài olanzapine Do đó, khi xuất hiện các dấu hiệu hoặc triệu chứng của rối loạn vận động muộn ở bệnh nhân sử dụng olanzapin, nên cân nhắc giảm liều hoặc ngưng điều trị. Hạ huyết áp tư thế nên đo huyết áp định kỳ ở những bệnh nhân trên 65 tuổi. Đột tử do tim đã có báo cáo về biến cố đột tử do tim ở bệnh nhân sử dụng olanzapin. Trẻ em không dùng olanzapin cho trẻ em và thanh thiếu niên. Lạc tô không dùng thuốc cho bệnh nhân không dung nạp gan CTOs, thiếu hụt lạc tây láp hoặc kém hấp thu glucogalacitiose. Ly xy thìn đậu nành không dùng thuốc cho bệnh nhân quá nhạy cảm với đậu phộng hoặc đậu nành. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Atolanzapine ODT, đồng thời biết cách sử dụng Atolanzapine ODT sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham